thiếu nhiều thứ. Ngay cả thì cái em kinh doanh sơn thôi, một là đã không có nghĩa là cái ý tưởng kinh doanh của mình không có. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi cái sơn là có vẻ là cái khả năng mà có thể an toàn được ấy. Có nghĩa là ví dụ mà mình không kinh doanh nữa, mình có thể trả lại các thùng sơn. Cái thứ hai là không bị thiêu, không bị gì cả. Tóm lại là không có hạn bảo hành mấy. Là cái đấy là an cái khả năng quản lý rủi ro đấy. Nhưng mà thực tế lại như cái ông chuyện lúc đấy nói là nó lại không thanh khoản được. Đúng thầy rồi các bạn. Đấy, đơn giản thôi. Ngồi nói chuyện là ngồi ra hết tất cả mọi vấn đề thôi. Mà gặp đúng người chỉ thôi. Gặp đúng người thôi. Còn gặp không đúng người người ta tới ngồi người ta chém gió. Không, 3 tháng vừa rồi đó chính là cái 3 tháng mà em thiếu ở trong cái khâu quản lý ấy thầy. Có nghĩa là không cho nó tự vận hành được là một. Cái thứ hai là cứ kinh doanh một thời gian lại bắt đầu cụt vốn. À bây giờ thầy vừa nói là cho vay trong cái thời hạn nhất định 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng. Thì như vậy thì mình cứ như vậy thì ví dụ như là cái phương án của mình cứ là cho mình xác định cho người ta vay nợ khoảng 3 tháng hoặc là 6 tháng, tối đa là 6 tháng. Nhưng sau 6 tháng mà người ta không hoàn trả tất cho mình thì cái số tiền còn lại thì sẽ tính theo lãi. Đó, thì cái đấy chính là cái mà rất là hợp lý, rất là ok. Thì mình nghĩ là sau có thể là cái sơn thì mình đã có những cái hệ thống của mình sẵn rồi, nên mình chỉ cần khắc phục một tí cái việc mà mình cho người ta nợ nữa thôi. Cách thu hồi vốn nữa không? Xong, ok. Thế được bài toán. Thế được bài toán. Là mình vừa giúp người ta, mình vừa đem lại cái niềm vui cho người ta, nhà người ta mới, người ta đẹp. Và mình làm theo cái tâm của mình đó, là mình không có cảm giác là okay. Mình giống như là cho vay nhận lãi gì hết. Không, cái này, cái này thì đúng rồi, thế em hiểu rồi. Bởi vì em thấy là bình thường là đúng năng giúp thật người ta thật. Làm xong cái nhà thì muốn sơn luôn. Muốn sơn luôn thì họ cũng bảo thế có cho nợ không? Thì bọn em bảo thì cho nợ được, nhưng mà bọn em chỉ có thể cho nợ được khoảng 6 tháng thôi vì cái vốn của em có bằng đấy thôi. Nhưng mà nợ thì này các anh chị phải trả trước khoảng 3-40-50% đó. Nhưng mà cứ làm một thời gian là lại cụt vốn.
bởi vì không phải nhà nào cũng thế, xoay dòng tiền không xoay dòng tiền kịp đó. Thì bây giờ nếu mà có những cái khoản lãi kia nữa thì cũng khá là ok rồi. Thôi kết thúc video đây, chào mọi người đi. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bạn nào chưa đăng ký cái video đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh, các bạn bấm nút chuông luôn để nhận được những video mới nhất. Và mình nghĩ là các bạn là trong cái kinh doanh thì mình nghĩ thời điểm này nên tìm những cái người thầy của mình, và bản thân Tùng Tây Bắc là những người mà 2 năm vừa rồi là luôn đi tìm những người thầy và xác định là như vậy. Và mình cũng xác định là với cái kiến thức của mình không giàu được, và chắc chắn mình phải đi tìm những người thầy của mình là lý do mà giàu rồi. Lý do mà chưa giàu được đó, nó đơn giản thôi, là kiến thức của bạn không có mở rộng lấy gì cũng giàu, gặp chỗ nào cũng có câu hỏi, chỗ nào cũng thắc mắc, chỗ nào cũng gặp bế tắc hết. À ok, cái này dừng lại đây nhá, video sau. Cái đoạn này có vẻ nó sẽ nói dài đấy. Để tí đã nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Video này dài quá.